Đỗ Thanh Liên xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2016. Đỗ Thanh Liên nuôi xin giới thiệu quý vị trước ban thờ triện. Gỗ rổi đục chạm hoàn toàn bằng tay, đục tích phúc thọ cải mai. Ban thờ gỗ rổi làm theo hàng đặt của anh Cường ở bên Hải Phòng, Thủy Nguyên Hải Phòng. Kích thước là 1m55, rộng 81, cao 1m17, chân vuông 12, đục cong. Và toàn bộ chiếc ban thờ này đều được đục chạm hoàn toàn bằng tay. Alo. Alo. Toàn bộ một cặp bàn thờ triện gỗ rổi này để làm theo đơn đặt hàng nên làm rất là kỹ, cẩn thận từ trong ra ngoài. Riêng cái phần mặt ván trên nên làm dày đậm 1,5 phân. Và để đục chạm rất là cầu kỳ và tinh xảo. Quay đang đẹp đẽ hoàn toàn đỏ mộc, chưa sơn chi gì hết. Ngoài ra chúng tôi còn làm gỗ vụn và gỗ mít. Quý vị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ chúng tôi. Gỗ vụn, gỗ mít và gỗ hương, gỗ mun, các mẫu và các kiểu. Bàn thờ chúng tôi hoàn toàn đang để tháo rời. Vận chuyển trên toàn quốc, toàn bộ cho bàn thờ chúng tôi là đang tháo rỡ. Bàn thờ triện đục tích phúc thọ cải mai chân quỳ để được đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Alo. À vào rồi, em nghe đây. Em định tính thu xếp đây xem là hôm nào là hạn cuối vậy. Chứ gần tháng 7 là đăng ký được cái gì anh? Vâng, được ạ. Cứ để hôm nào gần đến đấy là em sắp xếp được, em đăng ký cho dễ. Anh nhá. Vâng, thế em. Rồi, ok, bây giờ em đi xuống anh nhỉ. Vâng, anh nhá. Ok, vâng. Chiếc bàn con này là do khách đặt yêu cầu chúng tôi là không đục chạm cái mảnh bên dưới. Xe chúng nó để trơn. Không đục. Toàn bộ cái dạ như đặt đều đục quật xoáy rất là đẹp. Riêng cái phần mộc thì nó làm rất là cẩn thận, rất là chắc chắn. Vị cái xe như tháo dài nhấc cái nóc này được. Đấy, toàn bộ là một rãnh hết, mộc sập rất là chắc chắn và an toàn. Toàn bộ là tháo rời hết. Đấy, mộc rồi toàn bộ tháo rời. Đấy, đóng vào được, khiến cái búa đóng ngay cái mộc này vậy. Toàn bộ đồ thờ nên là tháo rời, vận chuyển đi toàn quốc nên dễ, chỉ để cả này thì không được phanh được. Tôi xin nhắc lại cái bàn thờ này có kích thước là 1m55, rộng 81, cao 1m17 và cái bàn cơ bên dưới là dài 1m07, sâu 61 và cao 69 phân, có thể đút được vừa gần.
đi cả bộ rất là đẹp. Đấy, xem vào phát mẫu của khít nghe. Thôi được rồi, thôi rồi, tí nữa đóng. Ủa, anh Nhân xin kính chào, xin hẹn lại quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu quan tâm, anh liên hệ đặt hàng, anh liên hệ theo số điện thoại của chúng tôi hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc là Facebook là Đồ Gỗ Thành Luân. Toàn bộ được chuyện thích thọ ấy, rất là đẹp. Xin chào, xin hẹn lại quý vị.